Xin chào các bạn nhỏ. Kẹo gậy là một thứ không thể thiếu trong Giáng sinh đúng không nhỉ? Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tô màu cây kẹo gậy này nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you